Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam California, 16.12 miền Bắc California và Galaxy 19 trong tầng thứ ba Hoa Kỳ và Canada. Xuân Ngôn Viên, Tuyết Nha và Bảo Khanh xin thân ái kính chào quý vị. Như thường lệ, sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin. Giorgia Meloni của đảng cánh hữu thắng cuộc tổng tuyển cử tại Italy. Colombia và Venezuela mở lại biên giới chung hai nước. Hàng trăm người biểu tình trước tòa đại sứ Iran ở London. Người Cuba bỏ phiếu về việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính và phá thai. Thị trưởng Melitopol kêu gọi thanh niên Ukraine rời các vùng bị Nga chiếm đóng để tránh lệnh tổng động cơ động viên. Sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên liên quan tới chính trường tại Italy qua phần trình bày sau đây của Sư Ngô Viên Bảo Khanh. Kính thưa quý vị, bản tin chi tiết đầu tiên của buổi chiều ngày hôm nay đã cho biết là Giorgia Meloni của đảng cánh hữu đã thắng cuộc tổng tuyển cử tại Italy. Giorgia Meloni, lãnh tụ của đảng cánh hữu Brothers, đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tại nước này vào hôm Chủ nhật, đã trở thành tân thủ tướng Italy. Đài truyền hình địa phương đã cho hay, Meloni của Brothers of Italy, liên minh với hai đảng cực hữu, đã giành tới 45% số phiếu bầu cử cả hai viện quốc hội, so với liên minh trung tả của cựu thủ tướng đảng Dân Chủ Enrico Letta, chỉ thu được chưa tới 1/3 tổng số phiếu. Với chiến thắng này, Meloni sẽ trở thành thủ tướng cực hữu đầu tiên của Italy kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc và là người phụ nữ đầu tiên của đất nước nắm giữ chức vụ thủ tướng. Đảng của bà có nguồn gốc tân phát xít sẽ cần thành lập một chính phủ liên minh với các nhân vật đồng minh là Matteo Salvini của Liên đoàn Bài Di Dân và cựu thủ tướng bảo thủ Silvio Berlusconi để nắm đa số ghế tại Quốc hội. Đảng Dân Chủ bị thất bại vì không được sự ủng hộ của một liên minh những người theo chủ nghĩa dân túy và trung tâm cánh tả. Gần 51 triệu người Ý đủ điều kiện đã đi bầu cử vào hôm Chủ nhật. Giorgia Meloni gần đây đã lên tiếng bảo vệ Thủ tướng Hungary Viktor Orbán sau khi Ủy ban châu Âu khuyến cáo việc đình chỉ khoản tài trợ hàng tỷ euro cho Hungary vì lo ngại nước này vi phạm các nguyên tắc dân chủ và không sử dụng hữu hiệu ngân khoản đã được Euro trợ cấp. Cuộc bầu cử đã diễn ra vào hôm Chủ nhật, đã được tổ chức sớm 6 tháng sau khi chính phủ của Thủ tướng Mario Draghi đã bị sụp đổ vào cuối tháng 7. Bà Meloni đã tách khỏi Salvini và Berlusconi khi kêu gọi ủng hộ cho Ukraine, bao gồm cả việc gửi vũ khí để giúp Kiev tự vệ trước cuộc xâm lược của Nga. Hàng trăm người biểu tình trước tòa đại sứ Iran ở London, hàng trăm người biểu tình đụng độ với cảnh sát chống bạo động khắp London phản đối Iran đã để một phụ nữ người Kurd tử vong sau khi cô bị bắt và bị tra tấn tới chết chỉ vì đeo khăn trùm đầu lỏng lẻo, không đúng quy định của luật Hồi giáo đầy khắc nghiệt. Sở cảnh sát Scotland Yard đã xác nhận tình trạng hỗn loạn xảy ra trong cuộc biểu tình ban đầu bùng phát ở khu vực lân cận trụ sở tòa đại sứ Iran tại London, sau đó đã trở thành cuộc tấn công biểu tượng chế độ Hồi giáo khi đi tới Marble Arch và Maida Vale, nơi tọa lạc trung tâm Hồi giáo của Anh. Scotland Yard đã xác nhận 5 cảnh sát bị thương nặng được đưa tới cấp cứu. Tới hơn 7 giờ rưỡi tối, người biểu tình giải tán khu vực trước tòa đại sứ Iran. Cuộc biểu tình bùng phát sau khi Bộ Ngoại giao Iran đã mời đại sứ Anh tại Tehran là Simon Shalcliffe tới Bộ Ngoại giao cảnh cáo về bầu không khí thù địch lan tràn với sự xuất hiện những bài viết chống Iran trên báo chí và đài truyền hình nói tiếng Farsi, đặt tổng hành dinh tại London sau cái chết của cô Mahsa Amini, 22 tuổi, người Kurd, bị cảnh sát Iran bắt giam chỉ vì tội danh là đeo khăn trùm đầu lỏng lẻo. Thống kê cho thấy hơn 40 người tử vong khi bùng phát tình trạng bất ổn này trên thế giới. Colombia và Venezuela mở lại biên giới chung của hai quốc gia. Tổng thống của Colombia là Gustavo Petro vào hôm thứ Hai đã xác nhận là sẽ tham dự buổi lễ khai trương việc mở lại biên giới chung với Venezuela vào ngày 26 tháng 9, sau 7 năm đóng cửa để kết thúc cuộc khủng hoảng nhân đạo, vi phạm nhân quyền
đã ảnh hưởng đến hàng triệu người. Ông cũng tuyên bố sự kiện trên là một thông điệp gửi đến thế giới rằng Colombia đang thiết lập lại ban giao với quốc gia đồng minh, mở lại mối liên lạc trong lĩnh vực hàng không và vận chuyển hàng hóa. Việc mở cửa trở lại chấm dứt thời kỳ đóng cửa kéo dài 7 năm sau khi ông Maduro đã phong tỏa lối đi chung giữa hai quốc gia châu Mỹ Latin dưới thời của chính phủ Juan Manuel Santos vì quân đội của Colombia đã bị ông Maduro tố cáo là hiện diện tại Venezuela. Cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa hai quốc gia trở nên tồi tệ với việc trục xuất hàng trăm người Colombia ra khỏi Venezuela. Người dân Cuba bỏ phiếu về việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính và phá thai. Người dân Cuba tham dự bỏ phiếu thông qua việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính và bảo vệ quyền phá thai, trong khi đất nước vất vả đối phó với khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Nếu được thông qua, bộ luật gia đình dài 100 trang đưa Cuba vào vị trí quốc gia tiên phong trong lĩnh vực hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, cho phép những đôi đồng tính nhận con nuôi, thúc đẩy việc áp dụng biện pháp bảo vệ bình quyền nam nữ trong gia đình. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã nói ông ta hy vọng đa số người dân Cuba bỏ phiếu đồng thuận thông qua quy định mới sau 25 lần công bố bản dự thảo sửa đổi và gần 80.000 cuộc họp đã diễn ra. Và cuộc bỏ phiếu được tổ chức lần đầu tiên từ khi việc truy cập Internet được hợp pháp hóa năm 2018, cho phép lan truyền rộng rãi quan điểm bất đồng. Mặc dù không có quan sát viên độc lập giám sát bầu cử tại Cuba, nhưng công dân có thể quan sát việc kiểm phiếu tại những khu vực bầu cử. Thị trưởng của Melitopol kêu gọi thanh niên Ukraine rời các vùng bị Nga chiếm đóng để tránh lệnh tổng động viên. Tổng thống của Ukraine ông Volodymyr Zelensky đã lên tiếng kêu gọi thanh niên Nga chạy trốn hoặc là đầu hàng để không bị ảnh hưởng bởi lệnh tổng động viên của Điện Cẩm Linh và nói rằng điều đó sẽ giúp cho họ sớm kết thúc nguy cơ phạm tội ác chiến tranh. 7 tháng sau cuộc xung đột, ông Putin đã ra lệnh tổng động viên thêm 300.000 binh sĩ trự bị đã làm bùng phát các cuộc biểu tình lẻ tẻ khắp nước Nga, trong bối cảnh lo ngại Moscow sẽ sớm đóng cửa biên giới để chặn một số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ trốn tránh việc thi hành quân dịch. Điện Cẩm Linh cũng đang gấp rút hoàn thành kế hoạch sáp nhập 4 khu vực của Ukraine đã bị chiếm đóng vào hồi đầu tuần này, sau khi cưỡng bức người dân bỏ phiếu đồng ý, đã bị Liên Hiệp Quốc lên án. Lệnh tổng động viên đang được thực hiện, trong khi quân đội của Nga tấn công miền nam Odessa bằng phi cơ không người lái trong đêm, đã phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự, bộ tư lệnh tác chiến phía nam của Ukraine. Giới chức thẩm quyền của Ukraine cho biết là hỏa tiễn của Nga đã rơi trúng Zaporizhia và 40 khu vực dân cư từ Kupyansk và Kramatorsk ở phía đông đến Mykolaiv và Odessa ở phía nam. Trong khi đó, thì Tổng thống Maia Sandu cũng cho hay là chính phủ của Moldova đang xem xét việc thu hồi quyền công dân của người gia nhập quân đội Nga, đồng thời nỗ lực giúp cho người muốn quay trở lại Moldova. Giới chức thẩm quyền của Phần Lan vào hôm Chủ nhật cũng cho biết là đã hơn 8.300 công dân Nga vượt biên giới và lãnh thổ của nước này qua cửa biên giới gần với St. Petersburg. Thưa quý vị, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Chúng tôi sẽ trở lại để gửi đến quý khán giả những tin tức nổi bật liên quan tới quốc tang cựu Thủ tướng Shinzo Abe như thế nào. Hay chúng ta tới với việc người Nga ồ ạt chạy sang Georgia sau lệnh động viên nhập ngũ của Tổng thống Putin. Bão Noru trút mưa nhấn chìm phía bắc Philippines trong biển nước và Noru được coi là mạnh nhất trong 20 năm trở lại đây, đang tiến về khu vực miền Trung Việt Nam và đang gây rất nhiều khó khăn cho người dân tại khu vực này. Xin mời quý khán giả đón xem.